Thì mình xin trân trọng giới thiệu cho các bạn ở đây đó, ở đây mình có một chiếc xe nha các bạn, xe đạp độ luôn á các bạn. Đây thì mình xin trân trọng review nha, đây là chiếc xe đạp độ mà mình độ từ xe mới sang xe cũ các bạn đó, thấy không? Ví dụ như cái bội nè ha, lắc lư nè, còn cái yên nè lắc lư nè, còn cái dành cũng lắc lư luôn đó. Rồi chân dựng đâu ta, chân dựng ở trên này các bạn, đây chân dựng nè, chân dựng bị gãy rồi nha các bạn. Đó chứ đây là chiếc xe cũ mà mình mua các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip chắc chắn là các bạn sẽ rất là thích. Đó là mình sẽ thử biến chiếc xe đạp cũ này thành chiếc xe độ đờ găng. Đó, ghê không? Chiếc xe đạp cũ này mình mua thì nói chung là quan trọng là hai cái bánh còn rất là ngon nha các bạn. Còn dè bọng đồ bội thì nó bị nói chung là lung lay rồi. Chuẩn bị nhổ găng rồi các bạn. Lung lay hết rồi. Ok. Thì không chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ bắt đầu vào công cuộc biến chiếc xe đạp cũ này thành chiếc xe độ đờ găng nha các bạn. Ok. Thì mình đã tháo cái xe ra, các bạn nhìn nè. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành là thiết kế và hàn độ cái cổ và cái yên đờ găng theo phong cách rất xinh boy nha các bạn. Các bạn ơi, cuối cùng thì hoàn toàn sáng giờ thì chúng ta cũng đã có được một chiếc xe đạp độ đờ găng với cái yên và cái cổ độ rồi nè các bạn. Đây chắc này thì mình đang kỳ cọ cho em nó, gõ cái yên đi kỳ cho sạch các bạn ơi. Hồi sáng bắt đầu làm từ 7:30 sáng mà giờ này cũng gần 4:30 chiều các bạn, là cũng muốn hết một ngày rồi đó mới xong cái này nè. Các bạn nhìn cái dáng nè, đẹp không đó. Giờ mình sẽ vệ sinh. Vệ sinh em nó cho nó đẹp. Mình rửa em nó các bạn. Cái này là chưa lên màu nha các bạn. Mình sẽ kỳ cọ cho nó, kỳ cái bã này luôn nè cho nó sạch. Mấy bữa nay mình làm clip câu cá thì mấy bạn nói có bạn thì kêu câu cá nữa đi anh ơi. Còn có bạn thì kêu làm tiếp câu cá hoài chán quá. Thôi thì bây giờ hãm gài mình câu cá rồi, giờ mình sẽ đổi gió làm clip độ xe cho các bạn xem.
Nếu mà các bạn thích mình độ xe như thế này, các bạn hãy để cho mình một like nha. Và các bạn nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký cho mình, ấn chuông thông báo để nhận được những cái clip mới nhất của mình nha. Thì cái xe này giờ mình sẽ rửa đi để cho mây khô. Mây nó khô rồi, sạch sẽ rồi thì mình sẽ bắt đầu là lên màu nha các bạn. Còn sau đó thì mình sẽ lên màu rồi đèn đuốc các thứ nữa. Nhiều công đoạn cần phải trải qua lắm. Hôm nay mà chỉ có cái phơm xe thôi mà làm cả ngày rồi đó các bạn thấy không? Bánh xe này rất là mới luôn nè thấy không? Mặc dù mình mua xe cũ. Đó, nhìn bánh xe rất là ngon luôn. Cái bánh này rất là ngon nha các bạn, muốn cắn ăn ghê luôn á. Cái xe này nó cũ bởi vì nó đóng bụi rất là nhiều. Bây giờ mình gán chà cho sạch đi, ngày mai mình lên màu cho nó đẹp các bạn ơi. Chứ nó dính bụi là mình lên màu nó cộm không đẹp đâu. Rồi bây giờ mình xóa nước. Ok, xong rồi. Dạ mình cũng đã rửa xong rồi các bạn. Các bạn nhìn xe của mình có đẹp không? Xe cũ nhưng mà khi mình rửa xong thì thấy nó mới ghê không? Đó. Các bạn nhìn đẹp không? Đó, các bạn nhìn thấy đẹp không? Các bạn thấy xe đẹp thì nhớ cho mình một like nha. Để mình còn tăng trang và mình còn làm nhiều thứ khác nữa để cho chiếc xe này càng đẹp hơn. Đây là cái yên. Cái yên này mình sử dụng tấm tôn nha các bạn. Thì chỗ này nó có dấu đen đen này nhưng mà không sao nữa, mình phết sơn lên là không thấy gì hết. Đó. Còn đây là cái cổ trước nè. Còn đây là bánh xe. Đó. Mới cước luôn các bạn ơi. Bánh xe cũ nhưng mà mình chạm cái mới chát luôn nè. Tại vì bánh xe này còn quá ngon mà. Khá là đẹp. Đó, khá là ngon luôn các bạn ơi. Ok các bạn ơi, thì cuối cùng mình cũng đã làm xong được một cái chiếc xe đạp độ đời găng rồi các bạn. Và mình cũng đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Thì bây giờ mình đợi ngày mai khô và mình bắt đầu lên màu nha các bạn. Thì các bạn hãy đón xem clip tiếp theo của mình nha. Còn bây giờ thì chiều rồi, mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn nha các bạn. Các bạn thấy clip hay hãy để cho mình một like, một share, một lượt đăng ký để ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye.